Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau vào cuối tuần ha. Ngày hôm qua thì mình đã có trao cái giải mini game lần thứ nhất sớm hơn một ngày các bạn, bởi vì là trên YouTube này một số cái comment nó bị ẩn và bị xóa đi, cho nên là thật ra cái mini game lần một nó đã diễn ra không có được suôn sẻ lắm. Tuy nhiên là mình vẫn tìm ra được một bạn có câu trả lời sớm và nhanh nhất để trao giải ha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến cái mini game thứ hai. Mini game lần này sẽ dễ hơn lần trước rất là nhiều nha các bạn. Mặc dù cái số lượng đàn xuất hiện ở trong cái mini game lần hai này nó sẽ nhiều hơn ha, nhưng mà nó lại rất là dễ, bởi vì các bạn chỉ cần nghe đúng một thứ một thôi. Và cái này và cái thứ này các bạn rất là quan tâm nè, đó chính là bass của một cây đàn. Thì bass của một cái đàn nó có rất là nhiều cái vấn đề ở trong đó ha, và mình thấy là các bạn rất là quan tâm về cái chủ đề này. Khi mà các bạn test đàn, mình để ý là các bạn test về cái phần bass của cái đàn rất là nhiều, có vẻ như là cái phần bass là cái phần mà chúng ta rất là quan tâm khi mà các bạn đi test đàn, cho nên là mình quyết định sẽ làm một cái chủ đề liên quan đến cái này, và mình cũng nhờ sự trợ giúp của các bạn để xem là cái khả năng nghe cái phần bass của các bạn như thế nào thì mình ra clip nó mới dễ được ha. Rồi còn cái thể lệ của mini game thì các bạn hãy nghe xong 6 cái đàn đi, rồi mình sẽ nói ở phần cuối của clip ha. Rồi đầu tiên mình phải giới thiệu 6 cái đàn sẽ xuất hiện ở trong cái mini game lần này. Thứ nhất là một cây Dragon của Thuận Guitar. Cây này là dáng OM nha các bạn, và nó có mặt đàn là mặt Sida, lưng hông là gỗ Makasa Ebony. Rồi cây thứ hai rất quen thuộc với các bạn rồi ha, cây Taylor 24CE Khoa Deluxe, mặt thông Sitka, lưng hông là gỗ Khoa ép, và đây là một cây dáng Grand Auditorium Cutaway. Cây thứ ba cũng rất là quen thuộc đối với các bạn ha, cây Martin GB 35E, mặt thông Sitka, lưng hông là gỗ Indian Rosewood, gỗ cảm ứng, và cây đàn này cũng có dáng A đó, dáng Grand Performance của Martin. Để tăng cái độ khó cho cái mini game lần này một chút xíu thì chúng ta sẽ đưa vào một vài cây dáng D ha các bạn, để cho các bạn nghe cái phần bass nó khó hơn một tí. Thì trong tay mình đang cầm đây là cây Yamaha FG 200D, một cây đàn toàn bộ gỗ là gỗ ván ép hết, và nó là một cái đàn dáng Dreadnought không có cutaway, dáng Dreadnought đầy ha các bạn. Ok. Tiếp theo là cây AT03CLB của Thuận Guitar, với mặt đàn là mặt thông Sitka, lưng hông là gỗ điệp, và cái đàn này cũng có dáng Grand Auditorium Cutaway. Và cái đàn cuối cùng xuất hiện sẽ là cây DT02CX Custom 2022 của Thuận Guitar. Cái đàn này các bạn sẽ ít gặp hơn cây AT02CX, bởi vì nó là cái dáng Dreadnought dáng D có Cutaway. Cái dáng này thì ít xuất hiện hơn nè. Nó cũng có mặt mặt đàn là mặt thông Sitka, lưng hông là gỗ Khoa Phú Quốc. Rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng nghe cái tiếng bass của 6 cây đàn này ha. Cây số 1. Cây số 2. Cây số 3. Cây số 4. Cây số 5. Cây số 6.
Sau khi đã nghe kỹ cái tiếng bass của sáu cái đàn này thì các bạn hãy khoan comment gì hết ha. Chúng ta phải nghe kỹ cái thể lệ một lần nè, bởi vì mình sẽ đổi cái thể lệ một chút xíu. Các bạn không comment bất cứ một cái gì vào cái clip này ha, bởi vì nó sẽ bị ẩn hoặc là xóa đi đó. Cho nên là các bạn hãy vào cái phần mô tả, chúng ta sẽ click vào một cái link mình để sẵn ở đó để nó nhảy đến cái fanpage của GT Guitar Shop, thì ở đó có cái post sẵn rồi, các bạn chỉ cần comment vào thôi. Thì trong phần comment các bạn hãy để lại bốn cái yêu cầu sau. Thứ nhất là trong comment phải có tên của các bạn, thứ hai là số điện thoại, thứ ba các bạn nghe kỹ nha, thứ ba là tên của từng cây đàn theo thứ tự từ 1 đến 6 ở trong clip này. Rồi ví dụ cây số 1 là cây gì, cây số 2 là cây gì, rồi cứ như vậy đến cây số 6 là cây gì. Đây là cái yêu cầu mà quan trọng để tính cái kết quả ha các bạn. Còn cái yêu cầu cuối cùng các bạn để lại đó chính là cây nào có cái độ trầm mà các bạn thấy là tốt nhất và cây nào có cái độ trầm kém nhất. Bốn cái thông tin đó ha các bạn. Và mình chỉ tính điểm đến cái câu hỏi đầu tiên thôi, có nghĩa là tên của tất cả các cây đàn theo thứ tự từ 1 đến 6 ở trong clip thôi. Còn cái câu hỏi sau là cái câu hỏi để mình tham khảo cái khả năng nghe của các bạn ha. Rồi, ok, chúc các bạn chơi mini game vui vẻ và chúng ta sẽ có kết quả vào thứ bảy tuần sau. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại.